Tử vi tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 tháng 4 âm lịch năm 2022 nhâm dần. Quý vị thân mến, trên đời có lẽ chẳng ai là không muốn biết trước số mệnh của mình là tốt đẹp hay như thế nào. Làm việc gì cũng được thuận buồm xuôi gió, cuộc sống luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, ấm êm, chẳng bao giờ cần phải lo nghĩ về tiền. Số mệnh con người tốt hay xấu phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó việc chúng ta cầm tinh con giáp nào cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Vậy trong lục thập hoa giáp, con giáp nào được trời định là người tốt số? Số trời sinh đã mang mệnh phú quý trong tháng 4 âm lịch năm 2022 nhâm dần này. Chỉ cần sống chân thành sẽ nhận được phúc đáp xứng đáng, hưởng cuộc sống thập toàn, thập mỹ đủ đầy. Và như quý vị đã biết thì cuộc sống con người sợ nhất là cảnh túng thiếu. Tuy nhiên thì mỗi người, mỗi hoàn cảnh và buộc họ phải đối diện với cuộc sống mà mình không mong muốn. Trời sinh thì ai cũng có vận mệnh riêng. Những khó khăn trong cuộc đời chỉ là những thử thách mà ai cũng phải vượt qua. Tử vi số mệnh trong tháng 4 âm lịch năm 2022 nhâm dần này sẽ có mệnh chủ là số hưởng, mặc dù có số buôn ba vất vả và thậm chí là họ còn phải nợ nần túng thiếu trong năm 2021. Nhưng chắc chắn mọi việc sẽ trở nên suôn sẻ bắt đầu từ tháng 4 âm lịch này. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này trở đi thì sẽ có nhiều quý nhân phù trợ. Vì vậy mà tương lai phía trước của họ vô cùng rộng mở, nhà cao cửa rộng, sống trọn vẹn đến cuối đời. Và hãy cùng với Phong Thủy Gia Cát chúng ta tìm hiểu về vận trình của tuổi Kỷ Mão trong tháng 4 âm lịch này. Xin mời tất cả quý vị. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Người tuổi Kỷ Mão mệnh thành đầu thổ, có khát vọng lớn, chí tại bốn phương. Họ mơ ước tự tay gây dựng cho mình một đế chế, tay trắng làm nên sự nghiệp. Cũng chính vì chí hướng như vậy nên người này thường xa gia đình từ rất sớm, tự mình lập nghiệp, phát triển ở bên ngoài, sau này thành đạt mới trở về vinh quy bái tổ. Tính cách của họ có phần cao ngạo, lại có tham vọng lớn, thấy cái lợi không biết điểm dừng, thậm chí có phần hơi tham lam. Nếu biết nghe lời khuyên bảo, góp ý của người khác, biết tìm cho mình điểm dừng, thì số tài sản tích lũy được thời trẻ có thể bảo toàn. Tính cách thẳng thắn, thoải mái, vô tư, song lời nói và hành động của họ đôi khi hơi thái quá, đem lại cảm giác lỗ mãng, không hiểu lãng mạn là gì. Họ luôn yêu cầu rất cao trong công việc, cũng có khả năng biến hóa linh hoạt, năng lực, xuất chúng hơn người. Vận thế của những người tuổi Kỷ Mão có những bước phát triển tích cực trong tháng 4 năm 2022, đặc biệt là trong các lĩnh vực học tập, nghiên cứu. Những người còn đang học lên có thể giành được những thành tích đáng ngưỡng mộ nếu giữ tinh thần học tập nghiêm túc, không lười biếng ỷ lại và có hiểu biết sâu sắc về những tri thức liên quan. Nếu có thời gian rảnh, bản mệnh nên đọc thêm nhiều sách vở, tham khảo, giúp tăng cường vốn hiểu biết. Về chuyện tình cảm, tháng này bản mệnh chịu nhiều áp lực trong công việc nên dễ đem những cảm xúc tiêu cực trút lên một nửa của mình. Xét về thiên can, Kỷ âm thổ gặp ất âm mộc nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Kỷ Mão có thể dễ có được tài lộc hơn, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt hơn. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần phải chú ý cẩn thận, sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Nếu không cẩn thận có thể dẫn tới chia tay, các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Công việc tháng mới khá lý tưởng, đặc biệt là những ai đang có công việc ổn định. Bạn hoàn thành rất tốt trọng trách cấp trên giao phó, nhận được sự đánh giá cao. Ngoài ra quý nhân vận đương lúc vượng còn giúp bạn nhận được sự tương trợ hết sức kịp thời. Tuy nhiên thành hay bại cái chính vẫn dựa vào sự phấn đấu của bản thân. Gia chủ cần mạnh dạn, tự tin hơn nữa, đồng thời giữ thái độ khiêm tốn học hỏi, hòa đồng với tập thể sẽ rất tốt cho con đường thăng tiến. Những bạn vẫn đang mông lung với con đường phía trước, đừng quá lo lắng. Bạn vẫn còn trẻ, vẫn còn cơ hội đứng dậy và bước tiếp. Học cách thích nghi với những môi trường khác nhau và tích lũy kinh nghiệm qua những lần vấp ngã sẽ giúp bạn trưởng thành hơn. Với những người vẫn còn đang đi học, có ý định học lên cao thì cần phải tập trung tinh lực, đừng để áp lực tài chính hoặc rắc rối tình cảm làm lu mờ ý chí mà bỏ cuộc giữa chừng. Nên học cách nhìn xa trông rộng, hướng về tương lai tươi sáng, bạn sẽ thấy có rất nhiều điều đáng để phấn đấu đạt được. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế
của phong thủy lộc tài, được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Kỷ Mão để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tử vi dự báo tháng này công việc tiến triển tốt đẹp, hứa hẹn đường tài lộc tăng tiến mạnh mẽ, công việc tăng lương hoàn toàn có thể xảy ra. Những bạn trẻ mới bắt đầu đầu tư kiếm thêm thu nhập cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ và chỉ dẫn của quý nhân để tìm ra con đường phù hợp, hứa hẹn nhiều trải nghiệm thú vị trong đời. Cần chú ý rằng trong tháng có nhiều chi phí phát sinh bất ngờ, dù nguồn thu nhập ổn định thì tiền đến rồi lại đi, rất cần kế hoạch quản lý tài chính chặt chẽ. Có như vậy, bạn mới không bị phá tài, ngược lại còn có thể tích lũy một khoản cho riêng mình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tình hình sức khỏe nhìn chung không có vấn đề gì quá đáng lo ngại. Vì vẫn đang ở độ tuổi ăn lớn nên chú ý nhiều về vấn đề dinh dưỡng, rèn luyện thể chất là được. Tuy nhiên, vì có nhiều hung tinh xung chiếu, cần đề phòng nguy cơ xảy ra va chạm giao thông trong tháng này. Chú ý khi di chuyển đi lại, giữ an toàn giao thông, nếu không trường hợp xấu là bạn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Bạn vừa trải qua kỳ thi đại học quan trọng. Bởi vậy, hãy thư giãn đầu óc, một chuyến du lịch với bạn bè chính là điều tuyệt vời. Với những bạn đã đi làm, không nên quá cần lực kiếm tiền mà quên mất chăm sóc sức khỏe bản thân. Bạn nên sống khoa học, quy củ hơn, cân bằng công việc và cuộc sống sẽ giúp bạn không những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng lao động vất vả. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo, người độc thân đặc biệt là nữ mệnh, vượng đào hoa, có nhiều cơ hội làm quen với những người trong môi trường mới, tăng khả năng tìm được người ưng ý. Càng chủ động tạo cơ hội cho mình, bạn càng tiến gần đến hạnh phúc. Nam mệnh dù cũng có cơ hội phát triển tình cảm nhưng lại quá thụ động, nhút nhát, rất dễ để duyên đến rồi đi một cách đáng tiếc. Nếu thay đổi, cục diện sẽ khác. Người đã kết hôn vẫn trong giai đoạn vợ chồng son nên cuộc sống hôn nhân rất ngọt ngào, hạnh phúc, sớm tối bên nhau. Đa số người tuổi này đều nhận được sự hậu thuẫn rất lớn từ phía gia đình để thoải mái theo đuổi mục tiêu của mình. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Tỵ, Lục Hợp Thân, Tam Hợp Sửu và Dậu thành Kim Cục, Xung Hợi, Hình Thân, Hại Dần, Phá Thân và Tuyệt Tý. Đối với những người tuổi Kỷ Mão trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 8 tháng 4 năm 2022, tức ngày 8 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Dậu, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch, ngày 20 tháng 4 năm 2022, tức ngày 20 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Dậu, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Kỷ Mão trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 4 năm 2022, tức ngày 9 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tuất, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 4 năm 2022, tức ngày 21 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tuất, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi.
Để chọn được ngày giờ đẹp Phù Long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau. Và chính vì thế mà chúng ta luôn luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của phong thủy Gia Cát, quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng 4 âm lịch. Và từ đó thì chúng ta sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp đến. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ xin nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn tất cả quý vị.